9 bài thuốc đơn giản giúp hạ mỡ máu. Mỡ máu cao là nguy cơ chính của nhiều bệnh lý nguy hiểm như bệnh mạch vành, tai biến mạch máu não, cao huyết áp, xơ vữa động mạch. Một số bài thuốc dưới đây có thể giúp bạn điều chỉnh mỡ máu. Để điều trị mỡ máu cao cần thường xuyên làm các xét nghiệm đánh giá tình trạng mỡ máu và đường máu để điều chỉnh lại chế độ ăn uống, cách chế biến thức ăn, phương pháp luyện tập. Mỡ máu tăng cao tới mức có nguy cơ cho tim mạch, các thầy thuốc chuyên khoa sẽ chỉ định dùng thuốc điều trị phù hợp. Tuy nhiên, có một số loại thuốc khi sử dụng, người bệnh buộc phải thực hiện chế độ ăn kiêng tiêu chuẩn, giảm cholesterol trước khi dùng thuốc và tiếp tục chế độ ăn kiêng này trong suốt quá trình điều trị. Ưu điểm của việc điều trị mỡ máu cao bằng thuốc đông y là hạn chế tác dụng phụ của thuốc hóa dược như suy giảm chức năng gan, rối loạn tiêu hóa. Có thể dùng một trong số những bài thuốc dưới đây và sau 1 đến 2 tháng, bạn có thể đi xét nghiệm máu kiểm tra để theo dõi hiệu quả điều trị. 1. Ngưu tất thái lát mỏng, 12g một ngày, sắc uống hoặc hãm bằng phích nước giữ nhiệt, uống thay trà trong ngày, có thể dùng trong một thời gian dài. 2. Vỏ đậu xanh và lá sen tươi, mỗi vị 20g, hợp thang sắc uống hàng ngày, uống thay trà, cũng như ngưu tất, có thể hãm thuốc bằng nước sôi trong bình kín hoặc dùng độc vị vỏ đậu xanh. 3. Tỏi tươi, bóc vỏ, ăn trong hoặc sau bữa ăn, mỗi bữa khoảng 2-3 tép là đủ. Không ăn nhiều tỏi trong ngày vì tỏi có vị cay nóng. Liều lượng hàng ngày chỉ nên ăn dưới 5g. 4. Canh nấm hương, mộc nhĩ. Cả hai vị lượng bằng nhau, mỗi vị 10g. Thịt nạc 100g. Nấu thành canh, ăn cái uống thang. 5. Trứng gà 2 quả một ngày có tác dụng giảm mỡ máu. Các nhà khoa học Mỹ đã sử dụng trứng gà như một thứ thuốc để chữa bệnh xơ vữa động mạch. Lecithin có nhiều trong lòng đỏ trứng có tác dụng làm cho cholesterol không tăng lên trong máu. Cholesterol có lợi lại có nhiều trong lòng đỏ trứng. 6. Sữa đậu nành và các sản phẩm được chế biến từ đậu nành 1-2 cốc một ngày. Chất inflavone có nhiều trong đậu nành có tác dụng hạ cholesterol máu, kể cả làm giảm được LDLC, một cholesterol xấu có hại. 7. Mộc nhĩ đen 30g. Rau cần tươi 100g, gạo tẻ 30g, đem nấu cháo, ngày ăn một lần. 8. Vừng đen 80g rang thơm, sát vỏ rồi đem nấu chè vừng, mật ong. Nếu có thể thì ăn hàng ngày. 9. Mỗi tuần mua một quả bí đỏ, có nơi gọi là bí rợ. Mỗi ngày lấy 100g bí đỏ sống, gọt vỏ, bỏ vào máy xay sinh tố cùng 300ml nước đun sôi để nguội, xay nhuyễn, không cho đường. Uống trước khi ăn sáng. Bí đỏ có công dụng làm sạch lòng động mạch, bao gồm cả động mạch não, dùng cho người mỡ máu cao, có công dụng giảm mệt mỏi, bớt trì trệ, tăng cường sức khỏe, khả năng làm việc trí óc tăng lên. Video đến đây hết rồi, nếu thấy video hữu ích hãy nhớ chia sẻ cho bạn bè, người thân và gia đình biết những kiến thức bổ ích này nhé. Xin chào và hẹn gặp lại!